Sáng ngày 6 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài khoảng 112,8 km qua địa phận thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 khoảng 85.813 tỷ đồng. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh có tổng chiều dài tuyến là 76,34 km qua thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 khoảng 75.378 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện hai dự án này từ năm 2022 đến năm 2027. Thẩm tra hai dự án này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban nhất trí với sự cần thiết đầu tư hai dự án. Sáng ngày 6 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Theo đó, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 53,7 km qua hai tỉnh, kết nối thành phố Biên Hòa với cảng biển Cái Mép - Thị Vải, đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 đến 6 làn xe. Dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dài 117,5 km qua hai tỉnh, kết nối thành phố Buôn Ma Thuột với cảng biển Nam Vân Phong, đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe. Dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2 km qua 4 tỉnh thành, kết nối thành phố Châu Đốc với cảng biển Trần Đề, đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án khoảng 84.463 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm xét xử vụ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận, IBC, công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn, Sadeco, phát hành giá rẻ 9 triệu cổ phiếu cho công ty cổ phần đầu tư và phát triển Nguyễn Kim, gây thất thoát tài sản nhà nước. Trong đó, ông Tất Thành Cang, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh kháng cáo, đề nghị xem xét lại toàn bộ nội dung ông bị tòa sơ thẩm quy kết. Ông Tất Thành Cang cho rằng hình phạt như án sơ thẩm đối với ông là quá nặng. Ông Tề Trí Dũng, nguyên tổng giám đốc IBC, chủ tịch hội đồng quản trị Sadeco cùng các bị cáo khác cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên phúc thẩm dự kiến kéo dài 12 ngày do thẩm phán Trần Thị Thu Thủy, chánh tòa lao động, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 6, một tàu không rõ số hiệu xảy ra va chạm với tàu cá QN91426TS tại vị trí 15,47 độ Vĩ Bắc, 108,32 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Dương, huyện Thăng Bình, khoảng 7 hải lý về hướng Đông. Hiện tại, một tàu cá của ngư dân xã Bình Hải, huyện Thăng Bình đã vớt được 7 người, 2 người chết, 5 người bị thương, còn 1 người đang mất tích. Nhận tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đồn biên phòng Cửa Đại điều động 2 cano cùng 10 cán bộ chiến sĩ cứu nạn và vận chuyển ngư dân bị nạn vào bờ và tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích. Ngày 6 tháng 6, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ người phụ nữ tên BNL, sinh năm 1966, ngụ quận Tân Bình, để điều tra về hành vi giết người. Theo lời khai của người phụ nữ này, chiều ngày 5 tháng 6, bà cùng nhiều người ăn uống ở căn nhà trong con hẻm đường Bùi Thế Mỹ, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, nạn nhân sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình, đi bộ vào con hẻm trên để tiểu tiện. Bà L thấy vậy nên nhắc nhở thì hai bên lớn tiếng cự cãi nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, nam thanh niên rời khỏi con hẻm nói chuyện với một người bạn rồi trở lại, dùng ly chén tấn công bà L. Lúc này, bà L lấy dao gọt trái cây đâm nam thanh niên tử vong. Ngày 5 tháng 6, sau khi các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia NSC báo cáo vắn tắt kết quả cuộc họp của hội đồng này, ngay sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ra lệnh duy trì tư thế sẵn sàng cũng như tiếp tục củng cố phòng thủ chung giữa Hàn Quốc, Mỹ, bao gồm các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa. Trong cuộc họp của NSC do Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Sung-han chủ trì, các quan chức đánh giá rằng các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là một phép thử đối với tình hình an ninh của chính phủ mới tại Hàn Quốc.